tối ngày mình lo gì? Lo cái ăn với cái mặc với cái chỗ ở, ba thứ làm cho cuộc đời mình lúc nào cũng là lần quần có nhiêu đó, tham sân si xuống địa ngục cũng nhiêu đó, ăn mặc ở đúng không? Cái nhà thì lo đồ ăn, thì lo bề ngoài, ăn mặc là bề ngoài á, để cho bạn bè xung quanh đứng thì dễ cứ nhiêu đó, xuống địa ngục là cũng bể bả đó. Trên trời đâu có bả đó đâu còn lo. Ở trên thiên đình con có phước, con tạo qua nhà con ở rồi, đâu có tạo mua bảo hiểm, cũng không có mua insurance nữa. Trên trời đâu có bán bảo hiểm insurance, không? Rồi đâu có lo đồ ăn, đồ ăn là do con có thần thông con biếm, thích ăn gì là con biếm ra, rồi đâu có tống tiền, tối ngày có đi chơi hái hoa, rồi đi ca hát nghe tiên rồi ca ba vòng vòng sướng lắm. Cho nên mấy Phật với Bồ Tát cái chuyện thất nghiệp là gì? Giảng pháp đâu ai nghe? Rồi giờ Phật Bồ Tát xuống trần mang thân người nói cũng chẳng ai nghe. Đó, ngài Quan Thế Chí đó, ngài quá hơn là ngài Hư Vân, là cái tượng ngoài này là ngoài Quan Thế Chí. Ngài đi xuống miền Nam của nước Tàu, ngài giảng pháp 3 ngày 3 đêm, chẳng có mạng nào tới ngồi nghe hết. Tự spoil mình quá nghe, làm cho mình thích hồng trần kiếp này kiếp cuối rồi đó nghe con. Thấy đồ ăn ngon quá cái đòi xuống đây đầu thai hoài đâu được. Để cho hụ về chuyến này luôn đi, ở trên đâu có strawberry đâu, trên trời có trái đào lòng của mẹ dược đào. Nay có bà mẹ đó, Xui Gia với Phật Mẫu, Xui Gia Thượng Đế đang ngồi đó. Giờ quay qua bà kể chuyện làm sao mà mang được công chúa Ngũ Long công chúa con Long Vương vô bụng, kể đó có câu chuyện hay lắm, làm sao mà mang được Ngũ Long công chúa trong bụng. Mà xưa mẹ kể á, rồi nằm mơ rồi thấy Phật mẹ bụng vậy đó, mày cô ở kể đó. Cái bác kể Xui Gia với tiên đình em ở đây qua bển cho kể đó là làm sao mà mang bầu cô công chúa con của Long Vương. Cô à, kể chuyện có bầu công Ngũ Long công chúa, bữa nay có cô lọt lên hồng trần rồi đó. Cô ấy có dạ thì kể cho thì theo lời yêu cầu của Kiệt đó thì tôi xin kể lại cái một cái chuyện mà tôi giấc mơ. Tôi nằm mơ đó thì tôi thấy tự nhiên tôi với lại ông xã tôi á bế một cái đứa nhỏ trên tay, bế nằm ngang tay, mà xung quanh không khí thì tối đen như mực, mà ông cầm tay tôi thì tôi biết là ông ở bên cạnh, nhưng mà tôi không thấy mặt ông, tối như vậy đó.
tới khi mà hai vợ chồng đứng ở cái khu vực đó thì thấy xung quanh đó là nhà cửa đổ nát, không một bóng người, mà ngó xa thì cũng không thấy, ngó gần cũng không thấy, bởi vì trời tối đen. Rồi một hồi cái tự nhiên sao mới thấy một cái đốm lửa nhỏ xíu ở xa, thiệt là xa, ở tận trên trời ấy. Rồi cái đốm lửa đó nó cứ đi lên cao, càng lên cao chừng nào và càng gần mình thì nó lại càng bự ra. Tới khi đốm lửa nó lên tới đỉnh đầu mình đó, thì mình cũng ngửa cổ lên mình nhìn cái đốm lửa đó. Xong rồi tự nhiên cái đốm lửa đó mới hạ xuống trước mặt mình, vừa đụng mặt đất cái nó bùng sáng lên là một cái thuyền rồng. Cái thuyền rồng thì nó là màu đỏ, nó giống như những cái thuyền mà mình đi du lịch ngoài sông Hương ở Huế đó, có những cái cô ở trong đó mà gõ chén đó. Đó thì trên cái thuyền rồng đó tự nhiên xuất hiện một người phụ nữ rất là đẹp, mặc một cái áo giống như là Phật mặc vậy đó, mà tóc rồi đẹp lắm, mà những cái châm cài rồi đẹp lắm. Mà tôi không biết vị đó là ai, nhưng mà trong tâm tôi đó thì tôi cứ nghĩ là chắc là Phật Bà Quan Âm. Cho nên là tôi cứ thấy cái vị nữ nào đó mà mặc cái quần áo như kiểu Phật Quan Âm, Quan Thế Bồ Tát đó, thì tôi cứ nghĩ là Quan Thế Bồ Tát. Nhưng mà thực ra đó, bề trên đó có nhiều vị mặc như vậy lắm. Thánh mẫu Liễu Hạnh cũng mặc như vậy, thánh mẫu các vị thánh mẫu đều ăn mặc như tiên vậy, nó nói nôm na vậy. Thì tôi mới bế cái con bé lại gần cái thuyền rồng đó, hai vợ chồng rủ nhau quỳ xuống rồi mới niệm. Thì mình đâu có biết vị đó là ai, mình niệm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đây là đứa con của con, nó sinh sau đẻ muộn, nó không được hưởng cái gì ở trần thế hết. Bây giờ con cầu xin ơn Ngài gia hộ cho cháu. Thì cái vị nữ lưu ở trên cái thuyền đó nhìn tôi mỉm cười và gật đầu. Xong một lúc á thì tự nhiên cái thuyền rồng nó thu hẹp lại và nó vút lên trời biến luôn. Thì tôi không biết cái vị đó là ai, đến khi á trong cái đường cơ Long Hổ đó có một vị nhân cơ họ ngồi cơ, thì họ mới phán với tôi rằng chị đó, trong cái cuộc đời của chị có khi nào mà chị đi trên sông nước không? Đều có. Thì cái thời gian 30 tháng 4 đó thì ông xã tôi á là Bộ Chỉ huy Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông ấy chạy Việt Cộng trên đường số 7 á, ông đi về Sài Gòn. Thì về tới Sài Gòn, tức là mình đi chạy tới đâu là Việt Cộng cũng đã tới đó rồi. Cái tới khi mà về tới Sài Gòn rồi thì là hai vợ chồng lại rủ nhau đi trên một chiếc xe Vespa. Cái xe Vespa đó là cái xe mà lúc mà ông đi hành quân đó, thì tôi lái cái xe đó tôi đi làm. Thì bây giờ lúc đó thì mình đâu có cái xe nào ngoài cái xe đó ở nhà. Thì ông mới lái xe chở tôi mang cái bụng bầu cùng hai đứa con trai, một đứa đứng phía trước, một đứa ngồi giữa tôi với ông này, chạy về hướng Rạch Giá. Hy vọng rằng về dưới đó mình sẽ thuê thuyền, mình đi ra ngoài biển, biết đâu Đệ Thất Hạm Đội nó còn nằm đó. Thì mình mới leo lên cái ghe nhỏ thôi, cũng cùng một số người, khoảng chục người, đi trên cái ghe đó là đi trên sông nước của cái từ Rạch Giá mà đi ra Phú Quốc là chỉ có một lần duy nhất là tôi đi trên sông nước thôi. Thì cái vị nhân cơ đó nó mới biểu, cái người đó mới biểu rằng đó là cái thời gian chị đi lên trên sông nước đó là cái lúc đó là vị Long Mẫu đã chọn chị và gửi gắm cái bào thai. Thì sau đó thì tôi sanh cháu. Thì cái vị nhân cơ đó nói con gái của tôi đó
là một trong năm vị công chúa Thủy Tề. Đó, thành ra tôi chỉ biết vậy chứ ngoài ra tôi không biết gì hơn. Và từ đó thì tự nhiên tôi cũng có cái thay đổi một chút tư duy, là tôi nghĩ là tuy nó là con nhưng mà nó cũng mang cái chức vụ của các vị gửi gắm. Vậy thôi, ngoài ra tôi không biết gì hết. Nhưng mà dù sao mẹ cũng làm xui với thiên đình này, con là thiên tử, giống con mẹ là mỗi lần cho phụ khấn á, nhập phụ nhập mẫu, mà phải nhập một mẫu của cái cõi ta bà này, vậy một nhập mẫu ở dưới nước. Thì năm 75 đi vượt biên á, cho nên sư mẫu sinh năm 1975 có bầu á. Đó là câu chuyện sau này mình mới biết được là ở thế giới này có một cái thế giới nước. Hồi xưa bộ không tin cái gì hết, không tin mới bị sặc sùi á, bệnh á. Sau này mấy vị mới dạy có cái gì cũng có hết. À, những cái chuyện nhân gian. À, có một lần cái sư phụ dẫn sư mẫu đi về để mà sum họp gia đình, cái dẫn bà đi về quốc mà dụ mà ăn rùa mà ấy ấy. Cái dẫn theo một cái ông gọi là, nó gọi là cơ bút ở Việt Nam á, khác hơn thuộc, có nhiều kiểu để mà connection với ở trên và dưới lắm. Cái ông đi theo thì lúc đó mấy vị hẹn rồi để với thủy với Long Cung đi lên để mà nói chuyện sư mẫu. Thì ở trên á, ông này ông cầm cây viết trên tờ giấy, thì ông đâu có gì đó, ông vô tư lắm, ông ngồi ông nhắm mắt. Thì trên gạch bà chị là thủy con thánh mẫu, là cái chỗ cái gì ở ngoài này nè, có cái nước mà thổi thổi lên đó, lên ngồi nói chuyện cũng mấy tiếng. Thì viết ra thì mình đọc chữ cơ bút mà, rồi viết thì mấy vị vô cái tay ổng mà viết cái chữ nào. Em là tên dưới nước đó. Em đầu thai mấy trăm năm rồi, có thể em quên đại khái gì không, chứ cũng nhắm kể nhiều chuyện đời tư mà có cái này là hộ khoái. Em mới thái tử cho nên em mới đầu thai, nhất định phải làm vợ thái tử. Dù chỉ nhớ lúc đó nhưng mà mấy vị nói chuyện nhiều lắm, một cọc giấy mà kể. Bà ngồi bà khóc, bà hụ tại điển mà em, tại chị ngồi cái bên rồi bả cái bên rồi gia đình bả luôn ngồi vô cười. À, viết sướng. À, em đầu thai nhiều đời nhiều kiếp theo thái tử làm vợ thái tử rồi này kia, mỗi đầu thai nhiều lần này, lần này bắt canh phải không, bắt canh sao đó là sư mẫu mình đó. Mà ở dưới kể thì mình mới biết mà sư mẫu có bốn trong hầu quán không, mấy con có một dòng hay bảo có bốn, thuộc có bảy, nó có tiền mà cái cưng của Long Dương đụng tới không có nổi đâu. Đây chuyện gia đình tôi không muốn kể nhiều, tại chuyện vui lắm. Tôi còn giữ lại hết mấy cái tài liệu mà. Đây à, ở bên cõi vô hình á, mấy vị như Long Mẫu hay là Ngũ Long Công Chúa, phụ nói chuyện qua hết Ngũ Long Công Chúa, trong đó có bà chị 8 tuổi mà thành Phật. Ngày xá lợi Phật đó, hồi xưa lấy ngọc, tại vì lúc đó đó ngày ông phải vì mình không có thờ ở đây nên không nhớ ta. Là nói là phụ nữ khó thành Phật lắm, cho nên cái bà chị đó, bà là người đầu tiên phụ nữ trong dòng tích tắc Phật Thọ Ký là thành Phật. Thì cũng có tiếp qua rồi. Mấy vị rất là hiền hữu, rất là gần gũi sư phụ. Ở nhà đẳng á, mấy vị thường tới lui lắm. Rồi ở trên cũng vậy, cha mẹ mấy vị cũng đi lên đi xuống trong nhà. Bây giờ nhà sư phụ không có ai, mấy vị không có cho ai vô. Tại một người lạ vô á là họ mang cái trượt vô á, ở heo nó không có làm gì đó lại. Nhưng mà lâu lâu không có ai cho buộc phải ra xong mới đó hôm bữa.
Thôi này nói chuyện hơi nhạy cảm quá. Nói chuyện cái gì cũng đang đứng giọng đầy. Bữa nay vỗ tay xuôi dài với... Đâu biết không?